Anh Daniel Fredrickson, một nhân viên môi giới nhà đất, cho biết từ nhiều ngày nay, công việc của anh đã chuyển hẳn sang làm việc qua mạng, bởi việc tụ tập đông người trong cùng một không gian là không phù hợp trong thời kỳ dịch bệnh này. Và để thúc đẩy doanh số bán nhà, anh Daniel đã ứng dụng công nghệ phát trực tiếp, livestream, các căn nhà cần giao dịch tại vùng ngoại ô Broma. Anh cho biết, chỉ với 15 phút livestream, đã có 12 khách hàng quan tâm và để lại thông tin liên lạc chi tiết trước khi buổi đấu giá bất động sản chính thức diễn ra. Căn hộ đang được giao bán là một căn hộ rộng 43m², trị giá 255.000 đô la Mỹ. Tại Thụy Điển, có luật cấm quá 50 người tụ tập tại cùng một địa điểm. Căn hộ chúng ta đang đứng tại đây chỉ có diện tích hơn 40m² và nó không thể chứa quá đông khách hàng tới xem. Bằng phương pháp livestream, chúng tôi có thể tiếp cận được rất nhiều lượt khách xem nhà cùng một lúc. Thị trường nhà đất tại Thụy Điển luôn ăn nên làm ra trong nhiều năm trở lại đây. Thị trường này vốn chỉ chững lại vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế 2008-2009 và giảm 10% vào năm 2017, đầu năm 2018. Cho tới nay, do dịch bệnh COVID-19, giao dịch trên thị trường cũng đang chững lại. Đây là một chiến dịch mới cung cấp phương án cho những khách hàng lo lắng với việc tiếp xúc với người lạ trong thời kỳ dịch bệnh. Đây cũng là những nỗ lực nhằm giúp thị trường nhà đất tiếp tục hoạt động trong những ngày kinh tế xuống dốc. Chúng tôi đã quan sát căn nhà qua livestream và sau đó chúng tôi quyết định tham gia buổi đấu giá. Nền kinh tế Thụy Điển đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Chính phủ nước này dự kiến GDP của Thụy Điển có thể giảm tới 7%.